B là bách. Nhưng mà B là phím nào đây? Đúng không nhỉ? À, ở EC được các bạn nhé. Ôi. Bị giảm hết xuống rồi mà. Sao chuột nó mất nhanh vậy? Xe tạm đi. Ồ, có vẻ thấy đầu tiên đó là cái phần đồ họa được cải thiện rất nhiều so với cả phần 1 đúng không nào? Phần 1 đồ họa nhìn toang vãi chưởng ra. Hơn nữa thì thời điểm hiện tại mình dùng chuột thì cái góc nhìn của mình nó không còn bị giật như ở cái phần 1 nữa. Nó khá là mượt mà các bạn ạ. Các bạn vẫn có thể chơi bằng bàn phím hoặc là chơi bằng chuột nếu các bạn thích. Mình thì mình sẽ chơi bằng chuột cho nó dễ. Ồ, bây giờ có thêm phím đấm nhau nữa. Được rồi, ok lắm. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu đến cái phần cây binding trước đã. Strong attack. Double right click, double left click. À, bấm chuột hai phát là nó sẽ có những cái đòn đánh mới cho các bạn. Shift right click. Shift left click. Control click malware. À, cái nút cái thanh cuộn con chuột à. Squeak red pawn. Squeak item. Squeak right weapon. Right. Ơ. Giờ này nó cho chơi toàn bằng chuột luôn. What the fuck? Control left click. Cái gì liên quan đến chuột hết các bạn ạ? Nothing. Nothing really. Reset camera. Này là spec nhá, à, mặc định nó là cái phím cách ấy. Nhảy là cũng dùng đến chuột luôn. Đấy đi. À, camera CCTV này. Nãy mình vừa mới đọc xong là cái phần nhảy là cái gì nhỉ? Jump à. Shift cộng click malware. Ok. Shift click malware. Có được đâu? Lừa đảo à? Ờ, có được đâu? Được phát. Shift click malware. Click malware là cái nút bấm ở thanh cuộn con chuột đó các bạn. Thế thì đổi thế nhỉ? Quái vậy. Cái phím F à? Không, còn F có nhảy không? Mình đâu có bật cái hot cây đâu. Còn F này, mình còn F này, đâu có nhảy không? Có con này lừa đảo à? Kì ra.
lốc vua. Ui, cơ chế ấy tôi cũng mệt mỏi rồi, có chịu nhỉ? Không nhảy được, không ta nào nhảy được hết. Ship Black Mount Well, Ship Black Mount Well F. Được không được? Còn Motion Blue ở đây nữa, what the fuck? Có thể nào nhảy được, có chứ nhỉ? Cái gì đó? Làm thế nào ta? Chẳng có gì để dùng cả. Làm sao để nhảy được nhỉ? Hay là chỉ có những tình huống đặc biệt nó mới nhảy được? Thôi cái đó các bạn tự nghiên cứu nhá. Bây giờ mình cứ loanh quanh đây thì lâu quá. Vấn đề bây giờ là chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ đi đâu đây? Quay là phát ai em? Ready. Khu này nữa cơ. Thôi rồi, đi theo tiếng gọi của ánh sáng. Cắm đầu cắm cổ mà chạy à? Con gì ấy? Có vẻ không vui, phát thôi. Xin bị gần mấy con đấy level. Đây, ta sẽ vào đây. Ok, bye. Trước là ấn Q, ấn F, ấn G. Ấn R, ấn E, ấn A. Fuck. Shift right click. Enter các bạn ạ. Ồ, có người khác kìa. Trời ơi, đây là một cái điều gì đó có thể nói là rất là kỳ diệu trong tựa game này. Cái phần 1 gần như mình chả gặp tàn hồn ma. Ui, con gái nữa kìa. Gái kìa, gái kìa. Oh my, your face. Nói nhanh hơn không được ạ? Face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They rồi. All end up here. Ai trông ghê quá. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't à, you? Có vẻ già lắm rồi. You're finished. You'll go hollow. Rồi. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon them. Become one of them. Feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Bà này còn già hơn cả bà kia đó. Mấy bà già đang nói chuyện gì đó với nhau mà cười rất là biến thái. What is your name? Tên ngươi là gì? Oh, ok. Chúng ta có thể đặt tên cho nhân vật rồi. At least you know your own name. Đương nhiên tôi biết tên tôi rồi, what the fuck? Here's your reward. For
chìa khóa. Cái gì đấy? Thì nhân thế mà. Think it's supposed to be. Think back deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Trông có vẻ khá là vô dụng nhỉ? Tác dụng của nó sẽ là gì đây? Rồi, thiết kế nhân vật các bạn ơi. Làm sao là chọn female? Trang phục trông thật thảm họa. Rồi, bây giờ mình chọn con này. Và làm sao cho nhân vật nữ nhỉ? Có chọn nhân vật nữ à? À đây, nữ đây rồi. Nhưng mà mặt nhìn như là đông vậy, quá tà heo. Trông ghê quá đi. Đây. Nữ lông mày rậm. Really? Để ý đâu. Đây, mắt đỏ trông nó chất nhỉ. Nó đỏ chết luôn. Đỏ chết luôn nha các bạn. Opacity của Trung Hoa. Đây mà là nữ. Cái này các bạn không điều chỉnh nữa các bạn ạ. Điều chỉnh nó không có giá trị. Có lẽ nhân biết được cái gì khác cả. Rồi có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Không cần nhớ. Rồi đây sẽ là chiến binh của mình. Không quay quay người được nhỉ.
Yes. All people come here for the same reason, to break the curse. Đây kiểu như là mấy người gác cổng các bạn ạ. Các bạn già này này. You never know. Cô này nghe quen. Cười xong chưa? Go through the door. Cái gì mấy bà già biến thái vậy? Along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. Giữ chặt linh hồn của mình. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. Bà ghê quá. You lose your souls, all of them, over and over again. Kiểu như là cảnh báo chúng ta chết liên tục, chết lên, chết xuống trong cái tựa game này. Ra đây các bạn ạ. Ủa, anh ấn cái gì mà nó tự động bật kia rồi kia nhỉ? Ây trời ơi. Ây nữa. Ok, fine. Cười gì biến thái vậy? Đi cửa này à? Đúng rồi. Cái gì đấy? À, đấm lửa. Đâu? Bonfire. Backspace nha các bạn. Có linh hồn này. Nó sao lại lấy được ấy? Lại ấn nhầm rồi. Fuck. À, ok. À, đọc, nhầm. Ôi đường đi ra. À, nếu gặp lại mấy con mèo luôn không ấy nhỉ? Có vũ khí chưa ta? Có một cái kiếm rồi. Sao nó rút kiếm ấy nhỉ? Auto phòng thủ. What the hell are you doing? Ai! Fuck! Sơ sẩy phát lập tức mất mạng. Vậy là mạng thứ hai trong game rồi. Rồi, chạy cho nó. Cái gì đây? Đây là cái cá mình có. Sắc mặt mình trông kinh vậy. What the fuck? Từ từ nhá, các bạn đợi tí nhá, để mình rút kiếm ra đã. Làm sao để rút kiếm ấy nhỉ?
sẵn rút kiếm ra. Lại ấn nhầm rồi. Còn một cái mũi M1 nữa rồi. Ôi ơi, ngã rồi. Lùi lại. Mình muốn rút kiếm. Sao lại rút kiếm đấy? Z, X. Không phải. C không phải. B, B, M, N. Không phải luôn. Shift, RT. Ây. Đây là ấn nhầm 5 lần rồi đấy. I, O. I, O, T. Hoặc vuông, hoặc nhọn. Chết rồi, không rút được kiếm rồi các bạn ơi. Nếu vậy là lúc nào cả. Con gì kìa, con gì to kìa. Walk on way left, jump out to walk out to that. Control left click. Control bấm chuột. Ai, cái tên tự phải. Thằng nào kìa. Ừ nhá, đợi tí nhá. Hả? Chúng sẽ là I và G, ok. Rồi, mày quê đâu? Là cái tượng đá. Đơn giản là đang chặn đường của chúng ta thôi. Ôi ngã, chết thì ngã. Ok rồi. Sau một hồi lần mò cuối cùng mình đã thông thạo được vài cái nút. Bây giờ thì có thể chiến được rồi. Chúng ta nhìn ghê quá. À, ánh sáng mặt trời. Azula. Tốc độ chuột cao quá. Miễn phí. Lại ấn nhầm. Motherfucker. Để mình cứ thử thay xem nút kia bằng Enter và nút Q không. Q không có gì dùng nhỉ. À, không gì dùng hết. Tại internet mình sẽ thay bằng Q. Xài cho nó quen với cả phần đất xuân 1 đấy. Mà không biết cách nào làm thế nào để nhảy cơ. Giờ thì đi đâu đấy. Ây, sorry bro. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majin. It is okay, a I know. Settlement. A place where life is almost normal.
Có thể nói nhanh lên được không? What the fuck, nói chậm quá. Không nghe nói nữa. Đi đâu nhỉ? Bị tắc quá các bạn ơi. Không giống đường cụt cho làm. Mình rõ ràng thay nó bằng quy rồi mà. Mà lên. Nãy mình thấy một cái đường đi vào chỗ này nữa. Đây. Ê, kia có cái gì kìa? Không leo qua được à? Ta sẽ từ từ khám phá. Không gì được vội cả. À vậy. Chúng ta đi đây. Game này như không có ngồi, ngồi mới nằm này vậy. Mình không biết nó nhảy đâu. Un à, kéo cái này à? Ra là vậy. Hình như mình nhặt thêm được cái gì đó rồi này. Kéo rồi. Kéo mình nó bằng ngon hơn các bạn ạ.
nào? Cái này dẫn đến đâu đây? Quá lên bờ đây. Ồ, chào anh bạn. Ồ, nó quái vật à? Ây ôi, con này chém mất nửa máu các bạn ạ. Ôi, ôi, chết luôn ạ. Vãi cả lúa. Gây sự nhầm với boss rồi. Rồi, đó là một phần lối chơi của Dark Souls 2 đây nhá. Thì cũng tương tự với cả phần 1 và sẽ cũng giống với cả phần 3 luôn. Đó là chúng ta sẽ ăn hành cầm mồm trong cái game này. Bây giờ thì mình có lẽ mình sẽ update 4. Rồi. Mình hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game Dark Souls 2. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mình chia sẻ nhá. Sắp tới thì mình sẽ giới thiệu các bạn thêm phần Dark Souls 3 cũng như là Dark Souls Remaster nữa. Chơi nào. Tạm biệt các bạn.